Để mà chuẩn bị cho cái Tết gần kề rồi, thì nay nhà mình đã đổi bao bì mới tinh. Ngày trước thì nhà mình dùng màu đen trắng, nhìn cho nó sang trọng, để đem đi biếu cũng rất là đẹp ấy. Nhưng mà nay thì gần Tết rồi, nên là mình quyết định đổi sang màu vàng tươi, trông cho nó tươi sáng, để mọi người đem về ăn hay là để trưng Tết cũng đều đẹp luôn. Hồng treo gió của nhà mình luôn được đặt trong một cái hộp rất là chỉn chu luôn, vuông vức đẹp. Mà để đẹp thì phải hơi mất công một tẹo. Mỗi hộp của nhà mình thì đều sẽ có hai phần, vỏ hộp và đáy hộp. Cái vỏ hộp thì chỉ cần lồng vào thôi, nhưng mà cái đáy hộp thì phải gấp tay hết. Nhận về từ xưởng thì nó chỉ là một tấm giấy được cắt sẵn thôi, rồi mình sẽ tự gấp các nếp vào cho nó thành được cái đáy hộp. Cỡ mà mình gấp á thì cũng phải mất tầm 30 giây mới xong được một hộp ấy. Thực ra là mình có thể đóng vào một cái hộp khác đơn giản hơn, đỡ mất thời gian và cũng đỡ chi phí hơn, nhưng mà mình muốn mỗi hộp gửi đi đều sẽ là chỉn chu nhất có thể ấy, cho nên là vẫn trung thành với kiểu hộp gấp kéo này. Sau mấy bước ngồi gấp giấy thủ công các thứ thì hộp sẽ được bọc chống sốc, thêm một tờ giấy cảm ơn để cho chỉn chu vuông vức, rồi lại bỏ vào trong thùng cắt tông nữa để hộp không có bị móp méo khi mà vận chuyển đường xa ấy. Nhà mình thì luôn cố gắng để trải nghiệm của mọi người được tốt nhất có thể ấy, cho nên là từng hộp đều sẽ được gói ghém cẩn thận, hy vọng là tới tay mọi người sẽ hài lòng. Hello, xin chào mọi người, mình là Sù. Hôm qua thì mình có nhận được cái clip này, clip mà mọi người bảo là bóc phốt hồng treo gió của nhà mình ấy, thì tóm tắt là bạn Nana mua hồng của nhà mình, nhận về thì hộp của bạn ăn bị chua, không có ăn được, và bạn ấy làm cái clip review. Thì đầu tiên là mình xin lỗi bạn Nana, hộp hồng của bạn do quá trình vận chuyển bị xì chân không, cho nên là trái hồng bị lên men trong quá trình vận chuyển, dẫn đến bị chua ấy. Cái này là lỗi của nhà mình, làm trải nghiệm của khách hàng không có được tốt. Hồng treo gió thì nó cũng gần giống như là trái cây tươi luôn, vì phần mật ở bên trong trái còn ướt, mềm dẻo, cho nên là trong quá trình vận chuyển sẽ có vài hộp vì đi đường xa, vì nhiệt độ cao mà nó sẽ bị hư hỏng, vì đây là hàng đồ ăn chứ không có phải là hàng đồ khô hay là quần áo ấy, cho nên là sẽ xảy ra việc bị hư hỏng. Cái này là rủi ro vận chuyển, và nhà mình thì luôn luôn có bảo hành với tất cả các sản phẩm, hư hỏng là nhà mình sẽ đổi hộp mới hết cho khách hàng luôn ấy. Hôm qua thì mình có nhắn cho bạn Na liền rồi ấy, để hậu mãi cho bạn ấy rồi mà chưa có thấy bạn ấy trả lời ấy. Còn đây mình sẽ cho mọi người xem hộp hồng của nhà mình khi ship đi này. Nó sẽ là một thùng cắt tông được quấn băng keo kín mít, bên trong là hộp hồng được bọc một lớp chống sốc, gỡ lớp chống sốc ra là hộp hồng vuông vức. Bên trong hộp hồng sẽ có một tờ giấy cảm ơn và bịch chứa hồng sẽ nằm gọn ở trong cái hộp này. Bịch hồng thì sẽ có một lớp ni lông được hút chân không. Xé bịch ni lông ra thì vẫn còn một hộp nhựa nữa. Và đây là trái hồng treo gió của nhà mình này. Nhà mình đã rất là cố gắng để cho hộp đi được chỉn chu và cẩn thận nhất có thể rồi ấy. Nhưng mà hộp di chuyển cả trăm cây số, chuyển qua chuyển lại rất là nhiều xe trung chuyển và kho hàng, cho nên là việc thi thoảng xảy ra lỗi là không thể tránh khỏi được. Mùa hồng này nhà mình đã bán được hơn 1.000 đơn, với hơn 1.000 khách hàng đã sử dụng sản phẩm của nhà mình rồi, chứ không có phải là mình làm 1-2 đơn ẩu thả đi đâu. Một lần nữa mình xin lỗi bạn vì sự cố, và mình vẫn luôn luôn có bảo hành cho tất cả những đơn hàng của nhà mình tới tận tay mọi người nha, cho nên là mọi người cứ yên tâm ạ. Hỏng hóc đâu thì nhà mình sẽ chịu trách nhiệm hết cả.